Chào các em, rất vui được gặp các em trong các bài phân tích về điện tâm đồ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các em dấu hiệu sóng tê dẹp và sóng tê hai bú. Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân nữ 56 tuổi đến khám vì mệt mỏi. Bệnh nhân cảm thấy là mệt mỏi từ một tuần nay. Gần đây thì bệnh nhân có cảm giác là yếu hai chân nên đi kiểm tra. Nhìn qua điện tâm đồ thì ta thấy là điện tâm đồ có nhịp xoang đều, tần số là khoảng 80 lần trên phút. Thì bất thường ở đây ta có thể ghi nhận được đó là sóng tê dẹp ở các chuyển đạo. Ở chuyển đạo V2, V3 thì ta ghi nhận là sóng tê có hai đỉnh, với đỉnh đầu thấp và đỉnh sâu thì nó cao. Sóng tê dẹp thì không có tiêu chuẩn rõ ràng. Thường thì người ta thấy là biên độ của sóng tê mà nó nhỏ hơn 1 phần 10 biên độ của sóng R tương ứng thì ta xem đó là sóng tê dẹp. Thì ở đây ta thấy là hầu hết các chuyển đạo thì ta thấy là sóng tê có biên độ nhỏ hơn rất là nhiều so với lại biên độ của sóng R tương ứng. Bình thường thì ta thấy là sóng T nó chỉ có một đỉnh thôi, nhưng ở chuyển đạo V2, V3 ta lại thấy có hai đỉnh. Đỉnh đầu thì nó chính là sóng T, và còn đỉnh thứ hai nó chính là sóng U. Nguyên nhân của hiện tượng sóng T dẹp lan tỏa có thể là do hạ kali máu. Khi kali máu mà hạ xuống thì nó sẽ ảnh hưởng đến pha tái cực, đặc biệt là pha tái cực muộn hay còn gọi là cuối pha 3. Khi đó thời gian tái cực sẽ kéo dài ra và thời gian tái cực của ngoại mạc sẽ bị ảnh hưởng là nhiều nhất. Khi thời gian tái cực của ngoại mạc mà gần bằng với lại thời gian tái cực của nội mạc thì chênh lệch điện thế giữa pha tái cực của nội mạc và điện thế pha tái cực của ngoại mạc sẽ giảm xuống. Do đó sóng T nó sẽ dẹp đi. Còn nếu thời gian tái cực của ngoại mạc kéo dài và kết thúc chậm hơn so với lại thời gian tái cực của nội mạc thì lúc đó sẽ làm cho điện thế tái cực của ngoại mạc cao hơn là điện thế tái cực của nội mạc. Lúc đó vector sẽ đảo chiều hướng từ ngoài vào trong và khi đó sẽ xuất hiện sóng tê âm. Do sự thay đổi này ảnh hưởng lên nhiều tế bào cơ tim nên ta thấy là sự bất thường của sóng tê sẽ xuất hiện ở trên nhiều chuyển đạo. Về sự hình thành của sóng tê hai đỉnh thì khi hạ kali máu xảy ra thì ngoài lớp ngoại mạc thì pha tái cực của lớp tế bào M cũng bị ảnh hưởng. Khi đó pha tái cực của lớp M sẽ bị kéo dài và kết thúc muộn hơn so với lại lớp thượng mạc và nội mạc. Chênh lệch điện thế giữa pha tái cực của lớp thượng mạc và nội mạc tạo thành sóng T thì như ta đã biết. Tiếp theo đó là sự chênh lệch điện thế giữa lớp tế bào M và thượng mạc sẽ tạo thành sóng U. Do vector hướng từ trong ra ngoài, do đó nó sẽ tạo thành sóng U dương. Và ở một số chuyển đạo thì ta mới quan sát được sự chênh lệch điện thế này. Vì vậy sóng U nó chỉ xuất hiện khu trú ở một số chuyển đạo. Và chính vì sóng U nó gần sóng T, do đó ta sẽ quan sát được hiện tượng là sóng T có hai bú. Như vậy trên điện tâm đồ này ta ghi nhận được bất thường đó là sóng T dẹp lan tỏa và sóng T có hai bú. Đó là sự kết hợp của sóng T và sóng U dương. Nguyên nhân này là do hạ kali máu nên ta cần phải làm thêm dung đồ kiểm tra. Như vậy phần trình bày của tôi về điện tâm đồ này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài phân tích điện tâm đồ tiếp theo. Xin chào.